tâm lý học về tiền khi đầu tư. Vì sao tâm lý học về tiền lại quan trọng đến vậy khi đầu tư? Chắc hẳn các bạn sẽ rất ngạc nhiên vì sao bộ môn tâm lý học lại quan trọng ở đây. Có lẽ bạn sẽ lại nghĩ, hay, đầu tư vào chứng khoán thì đi đọc báo cáo tài chính, đọc biểu đồ, nến, phân tích tình hình lãi lỗ của công ty. Còn đầu tư vào thị trường mạo hiểm như crypto thì học thêm cách phân tích, phân bổ vốn nè, cách nhìn chuyển động của dòng tiền, phân tích on-chain, Bitcoin dominance, vân vân. Chứ học tâm lý học về tiền để làm gì cho nó tốn tiền, tốn bạc, tốn công sức? Câu trả lời rất là đơn giản. Tất cả các mô hình tài chính được sinh ra nhằm mục đích kiếm tiền. Cho nên chúng có thể khác nhau về đặc tính, vốn hóa, nhưng có một thứ mà những nhà sáng lập thị trường luôn luôn khai thác triệt để, đó chính là lòng tham và sự sợ hãi. Vì bản chất sau cùng của một game tài chính là để kiếm tiền, cho nên lòng tham và sự sợ hãi của mọi mô hình tài chính, thị trường tài chính là như nhau. Chính vì thế, tâm lý là điều cực kỳ quan trọng bạn cần trang bị khi đầu tư vào một cái gì đó. Bạn có biết Daniel Kahneman là tác giả của cuốn Tư duy nhanh và chậm, là một nhà tâm lý học nhưng đã đạt giải Nobel Kinh tế vào năm 2002 nhờ vào việc phân tích những hành vi tâm lý của con người phản ứng như thế nào trước sự lên xuống của giá cả trong các nền kinh tế trong suốt sự nghiệp của mình không? Thế tâm lý học về tiền đã tác động thế nào đến thế hệ cha ông của chúng ta? Tại Việt Nam, nếu nói về khái niệm đầu tư thì hẳn đại đa số những người ở thế hệ cha mẹ của chúng ta chỉ nghĩ đến vàng hay là bất động sản mà thôi. Còn nếu nhích thêm một thế hệ là ở thế hệ của ông bà chúng ta thì họ chỉ nghĩ đến vàng. Họ còn chẳng mặn mà lắm với bất động sản nữa là. Đã bao giờ các bạn tự hỏi tại sao lại như vậy chưa? Cách đây gần 30 năm, khi đó gia đình của tôi có thu nhập rất khá so với mặt bằng chung của người Việt khi đó. Tôi được mẹ tôi mua cho một cái máy vi tính đầu tiên vào năm 1993 để vừa để ba mẹ tôi làm việc, cũng vừa để tôi chơi game. Chiếc máy tính lúc đó có giá khoảng $1,000. $1,000 thời đó là cực kỳ lớn các bạn nhé. Tôi tính ra nếu mà trừ lạm phát đi thì nó cũng phải là cỡ $15,000 thời nay. Ngày ấy một dĩa cơm sườn chỉ có khoảng 2.000 đồng mà thôi. Bây giờ đã là 30-40.000 đồng rồi. Thời đó mẹ tôi có nói với tôi là với số tiền đó mẹ dư sức mua vài một miếng đất ở khu quanh chợ Bà Chiểu. Khi đó giá đất đang được bán với giá rẻ như cho, chỉ vàng một miếng thôi, tức là chỉ khoảng vài trăm ngàn đồng thôi, trong khi cái máy vi tính mẹ tôi mua lúc đó là tới vài cây vàng. Nhưng mà mẹ tôi do thấy cái khu hẻm đó an ninh kém quá, toàn dân bụi đời thôi, nên thôi đừng mua, thấy ghê quá, không mua, mẹ tôi chê vậy đó. Và cho đến nay, sau gần 30 năm, những miếng đất mà mẹ tôi chê ngày xưa nó đã có giá không dưới 5-6 tỷ một mảnh, chưa tính cái nhà trên đó nha. Còn những cái hẻm mà hồi xưa mẹ tôi chê, bây giờ nó được mở rộng thành lộ giới, thành đường xe hơi hay xe hơi chạy thoải mái, và chỉ cách chợ Bà Chiểu có vài bước chân thôi, một cái vị trí rất là đắc địa ở quận Bình Thạnh, nơi mà tôi sống. Bởi vì thế, suốt cái khoảng thời gian sinh viên cho đến nay luôn là mười mấy năm, tôi luôn luôn đi tìm cái câu trả lời là tại sao ngày xưa mẹ tôi lại quyết định như vậy? Tại sao ông ngoại tôi có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống như thế, làm được lâu như thế, nhưng lại không khuyên mẹ tôi được lời nào về việc mua đất, mà bản thân ông có tiền nhưng ông cũng chẳng mua thêm cái miếng đất nào từ sau năm 1975. Cho đến dạo gần đây, khi tôi đọc cái cuốn Tâm lý học về tiền của Morgan Housel, tôi mới hiểu tường tận cái lý do này. Các bạn hãy nhìn lại cái khoảng thời gian năm 1960 cho đến những năm đầu năm 1990. Đó chính là cái khoảng thời gian mà mẹ tôi sinh ra và lớn lên. Thời đó có gì? Có chiến tranh, có bao cấp. Người Sài Gòn khi đó có cuộc sống, nếu mà trước năm 75 thì có cuộc sống rất là ổn định, thu nhập bình quân theo đầu người rất là cao theo mặt bằng chung của châu Á thời đó. Không phải tự nhiên mà Sài Gòn ngày xưa có biệt danh là Hòn Ngọc Viễn Đông đâu. Nhưng chính cái sự ổn định này đã ảnh hưởng đến tâm lý của thế hệ ông bà cha mẹ của tôi. Thời đó, thời ông bà cha mẹ tôi có quan điểm là chỉ có ra đời, xin vào việc vào mấy cái công ty viên chức nhà nước á, mới là sung sướng, có thu nhập ổn định mới sung sướng. Họ cũng định hướng cho tôi như thế khi mà tôi mới chập chững bước ra đời đi làm đó.
Vì thời của họ mấy công ty tư nhân mà phát triển để mà xin việc vô làm đâu. Khái niệm đầu tư là một cái gì đó rất là xa lạ. Đất đai thời đó tôi được kể lại là mua với giá rẻ như cho, mua xong rồi tha hồ lấn chiếm, khá xây dựng khá dễ dàng, không có cần giấy phép gì hết á. Thời đó cũng chính phủ cũng rất là ít quan tâm kiểm soát điều này. Chính vì thế đến ngày nay ở thành phố Hồ Chí Minh có rất là nhiều hẻm hóc, nó chính là hệ quả của cái việc này. Cũng chính vì thế không ai trong hai thế hệ trước của gia đình tôi có cái khái niệm là mua đất để làm của cả. Vì mua làm gì khi nó rẻ như cho vậy đó. Thời đó trong tâm trí của mọi người chỉ có trữ vàng mà thôi. Còn về cổ phiếu ư, đó là một cái cụm từ còn lạ lẫm hơn cụm từ đầu tư bất động sản nữa. Ở thập niên 60, đầu 80, ngay cả những người sống ở các quốc gia phát triển như ở châu Âu hay ở Mỹ, họ cũng không hề có hứng thú nhiều với cổ phiếu. Bởi vì giá cổ phiếu đi ngang trong suốt hai thập niên. Tức là cái giá cứ đi ngang vậy, không lên quá cao, không xuống quá thấp, nên nó không tạo được cái sức hút, không thu hút được bất kỳ sự chú ý của những người bình thường nào. Chỉ những người thật sự có tầm nhìn kiểu như Warren Buffett hay Charlie Munger, họ mới âm thầm gom các cổ phiếu trong suốt giai đoạn này để rồi trở thành tỷ phú vào những năm 80. Nói tóm lại, những người sống ở thời đó chưa từng được nếm trải sự gia tăng khủng khiếp của một loại tài sản nào đó. Cho nên họ không biết chứ đừng nói đến tin là cần phải tích lũy một loại tài sản nào đó có giá trị để mà tránh lạm phát. Nếu bây giờ các bạn trách tại sao ông bà cha mẹ chúng mình lại không mua những miếng đất đó, hồi xưa nó chỉ có giá vài trăm ngàn, bây giờ đã là mấy tỷ bạc, thì hãy đặt địa vị của bạn là họ là người ở thập niên từ 50 đến thập niên 70. Khi đó làm gì có internet, làm gì có tin tức ào ào trên mạng xã hội như bây giờ, thậm chí điện thoại còn là của hiếm, thì làm sao mà họ biết đến những điều này. Chỉ khi trải qua những cơn sóng tăng của những loại tài sản, sau vài chục năm, khi thấy những họ hàng, bạn bè xung quanh đã đầu tư thành công một cái gì đó, thì chúng ta nhìn lại chúng ta mới biết là mình đã bỏ lỡ những thứ quý hơn vàng nữa, quý hơn kim cương, quý hơn vàng. Đại đa số chúng ta chỉ đến với thị trường tài chính vì lòng tham, vì thấy anh A, anh B giàu lên, chứ không ai thấy được những cái thăng trầm mà anh A, anh B đã phải trải qua trong suốt cái quãng đường đầu tư của mình. Trong lúc đó mình vẫn ngoảnh mặt với những thứ rẻ như cho, gọi là bạn có thể mua kim cương với giá rác nhưng mà bạn không biết đó là kim cương, cho nên bạn đã ngoảnh mặt đi. Thì đó chính là tâm lý học về tiền. Tâm lý học về tiền của mọi người trong thị trường crypto thì như thế nào? Nói về tuổi tác trong thị trường tài chính, crypto chắc chắn là một em út rồi. Cái em út trong một thị trường tài chính, phải gọi vàng, bạc là cụ tổ, gọi thị trường chứng khoán, trái phiếu là ông cố. Khi những thị trường trên đã có tuổi đời tính bằng trăm năm trở lên, trong khi crypto thật sự chỉ mới có khoảng 10 năm tuổi mà thôi. Lúc Bitcoin ra đời, thậm chí nó còn chưa phải là một thị trường tài chính nữa. Và như những ví dụ mình ở phần trên mình có nêu, dù thị trường crypto đã có những cơn sóng tăng rất là khủng khiếp, lên tới vài triệu phần trăm từ khi ra đời đến giờ, nhưng mức độ chấp nhận của người dân trên toàn thế giới vẫn còn rất là thấp. Đơn giản là vì thị trường crypto vẫn còn chưa ổn định, mà vẫn còn có những cú tăng khủng rồi sập mạnh khiến nhiều người lo sợ. Tâm lý của chúng ta nói chung chỉ tìm đến những nơi an toàn để làm nơi trú ẩn tài sản. Khác hẳn với thị trường bất động sản, vàng, bạc, chứng khoán đã đạt đến độ ổn định nhất định, cho nên những cơn sóng xuất hiện ở các thị trường trên không còn khốc liệt. Đến khi thị trường crypto đạt độ ổn định, mình giả sử như Bitcoin một ngày nào đó đạt được mức 1 triệu đô la một Bitcoin hoặc hơn thế nữa, thì khi đó mọi người mới thấy là mình đã bỏ lỡ một cơ hội đổi đời như thế nào, cũng giống y chang ông bà cha mẹ chúng ta ngày xưa đã bỏ lỡ những cái miếng đất bất động sản ở những cái vị trí rất là đắc địa. Ở thời điểm mình viết bài này thì giá Bitcoin vẫn loanh quanh trong vùng từ 20 đến 30 ngàn đô mà thôi. Nó đã bị sập rất là mạnh kể từ khi đạt đỉnh 69 ngàn đô hồi tháng 11 năm 2021. Và đã có rất rất nhiều người nghĩ rằng thị trường sẽ không còn có thể về đỉnh cũ được nữa. Cụ thể hơn, 90% những người bạn mà đầu năm 2021 khi thị trường đang uptrend, lúc đó họ hỏi mình nên vào đồng coin gì, tất cả họ bây giờ đều đã bán hết những đồng coin mà họ đã nắm giữ, và họ tin rằng thị trường không bao giờ có thể quay lại đỉnh cũ được nữa. Các bạn có biết các nhà sáng lập thị trường khi mà họ đã quyết định chọn thị trường crypto nói
chung hay là Bitcoin nói riêng. Là một thị trường tài chính thì họ đã phải chuẩn bị rất rất nhiều thứ, từ nhân lực, tài lực, vật lực. Làm thế nào để một thị trường mà bạn thấy nó có thể tồn tại dài cho đến ngày nay? Mà đã là thị trường tài chính thì trong tương lai dài hạn nó sẽ vẫn luôn tăng trưởng. Vì như bài trước mình có nói, nó là một cái nơi hấp thụ dòng tiền. Nếu các bạn nhìn lại trong khoảng thời gian từ 10 năm trở lên, nhất là với một thị trường non trẻ như crypto, nó luôn tăng trưởng với đáy sau cao hơn đáy trước, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Và hơn hết, các chính phủ trên toàn thế giới vẫn cứ ồ ạt in tiền, khiến giá trị các đồng tiền pháp định như đô la, bảng Anh, yên Nhật, Việt Nam đồng, v.v. luôn luôn bị sụt giảm. Cho nên giới tài phiệt, những nhà tạo lập thị trường cần phải kiếm một loại tài sản nào đó để neo giữ giá trị thật sự của số tiền mà họ đang nắm giữ. Và họ đã chọn crypto làm nơi chọn mặt gửi vàng. Bitcoin chỉ có tối đa 21 triệu đồng mà thôi. Ethereum thì đã hoàn thành cập nhật The Merge hồi tháng 9 2022 và đang gây ra hiện tượng giảm phát, tăng cái độ khan hiếm cho Ethereum. Mà các bạn biết rồi đó, cái gì càng khan hiếm và tạo được niềm tin cho người khác trong dài hạn thì nó sẽ càng ngày càng tăng giá, càng ngày càng có giá trị. Tiền mất đi có thể kiếm lại được, nhưng thời gian đã đi qua thì bạn không thể nào quay lại được. Hãy cho các bạn một cơ hội. Đừng để như thế hệ cha mẹ chúng ta trải qua mấy chục năm của cuộc đời mới tiếc nuối vì sao không chịu mua mảnh đất đó để làm của sau này. Nhưng nói đi thì phải nói lại, khi bạn đầu tư vào một cái gì đó thì cần phải hiểu thật rõ về nó, hiểu càng nhiều càng tốt, và phải tự chịu trách nhiệm với chính những quyết định xuống tiền của mình. Phải luôn chừa chỗ cho sai lầm, để nếu bạn có sai, bạn có thể đứng dậy và làm lại được. Trong thị trường tài chính này, chẳng có ai mà không mắc phải sai lầm cả. Đừng chỉ vì nghe tôi hay anh A, anh B nào đó rồi lại all in vào một mảng đầu tư nào đó, để rồi chính cái tâm lý của người mới của bạn lại không chịu đựng được trước những cú tăng giảm sốc của thị trường. Mọi góc nhìn đều chỉ có tính chất tham khảo. Với crypto cũng thế. Nếu bạn hay cả tôi nhìn lầm về crypto thì chúng ta chỉ mất một phần tiền mà thôi. Nhưng nếu bạn chọn đúng thì sao? Nếu bạn chọn đúng, nó có thể là cả một gia tài trong khoảng 10 năm sau nữa. Chúc các bạn thành công. Bài viết này do chính mình là tác giả và được đăng trên website hocvientaichinh.com.vn. Nếu các bạn có góp ý hay muốn mình làm video về chủ đề gì tiếp theo, xin hãy đóng góp ý kiến ở phần bình luận bên dưới. Và đừng quên bấm nút like, chia sẻ podcast này đến cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn.